xưởng gỗ Mộc Nam Huy xin được gửi lời chào và lời chúc sức khỏe đến tất cả quý anh chị khách hàng. Đây là video Mộc Nam Huy quay vào buổi sáng thứ hai đầu tuần ngày mùng 6 tháng 6 năm 2022. Vâng, xin được chúc sức khỏe tất cả quý anh chị khách hàng và chúc một tuần mới nhiều sức khỏe và công việc thuận lợi đến tất cả quý anh chị khách hàng, quý khán thính giả. Hôm nay thì Mộc Nam Huy đang có công tác chuẩn bị các cái sản phẩm đồ gỗ để chuẩn bị đi giao cho khách hàng trong tuần mới này. Hôm nay thì quý anh chị khách hàng có thể cùng trực tiếp xem Mộc Nam Huy chuyển ba cái giường chất liệu gỗ hoa đỏ thuộc mẫu giường Louis Hoàng Gia với tiêu chuẩn đó là đục tay, đục thủ công 100% trên tất cả các chi tiết quý anh chị nhé. Đây là một cái mẫu giường nó có cái giá rất là cao, 36 triệu trên một chiếc quý anh chị nhé. Đắt giá nhất thì nó nằm ở các cái chi tiết đục chạm tay như thế này, rất là sắc sảo, rất là nét và rất là tinh tế quý anh chị nhé. Đây là một trong những sản phẩm giường trong phân khúc tầm cao anh chị nhé, xin được nhấn mạnh đến quý anh chị khách hàng. Giá ở đây thì Mộc Nam Huy đã cân đối báo cho quý anh chị khách hàng, đó là giá tận xưởng. Đến từng cái chi tiết con xì rô ở đây Mộc Nam Huy cũng cho anh em đục tay nhé, rất là chi tiết. Mẫu giường này được làm với tiêu chuẩn rất cao, khi mà các cái bản vai giường này có cái bản vai là lên tới là 30 và độ dày của nó lên tới là 5 phân quý anh chị nhé. Tiêu chuẩn rất cao chứ không phải là tiêu chuẩn gọi là cao thông thường nữa. Và các bản chân của nó ở đây. Đấy, đây là các cái bản chân được làm theo dạng chân hoa lá tây, các bản chân đặc nguyên khối 12, rất là to, dày dặn và chắc chắn quý anh chị nhé. Đây là mẫu giường được sử dụng với các bản dạt giường, là các cái bản dạt tấm anh chị nhé. Dạt tấm mặt được Mộc Nam Huy đóng ở tấm hai lá, chất liệu gỗ hoa đỏ rất là đẹp. Đây là ba chiếc giường sẽ được giao đến cho gia đình anh Phương có địa chỉ tại quận Bình Tân quý anh chị khách hàng nhé. Quận Bình Tân, ba chiếc giường này là có giá là 108 triệu, xin được báo đến quý anh chị khách hàng chi tiết. 36 triệu trên một cái và ba cái là 108 triệu. Đây là những chiếc giường thuộc tiêu chuẩn là hàng đặt chứ không phải là tiêu chuẩn có sẵn. Đây là một tiêu chuẩn mà Mộc Nam Huy đã chi tiết đến quý anh chị, đó là tiêu chuẩn rất cao, rất cao khi mà các chi tiết được đục tay hết. Có nghĩa là bất kỳ một cái chi tiết nào mà anh chị thấy ở trên chiếc giường này là đều là đục tay, đục thủ công hết quý anh chị nhé, cho tất cả các chi tiết đục chạm đầu giường, đuôi giường. Còn thang và dạt giường là Mộc Nam Huy đã báo quý anh chị rất chi tiết. Vâng, cảm ơn anh Phương đã ủng hộ Mộc Nam Huy các sản phẩm này nhé. Trước khi đi giao thì Mộc Nam Huy đã cho anh em kiểm tra rồi, có kiểm tra và làm lại các cái chi tiết, những cái nào mà chưa đạt yêu cầu là đã cho anh em kiểm tra rồi. Và tiếp đến thì có một chiếc trang thờ ông thần tài thổ địa thuộc size cỡ lớn. Đây là trên size cỡ 70, chất liệu gỗ hoa đỏ. Đây là sản phẩm sẽ được giao đến cho anh Huy có địa chỉ tại Cách mạng tháng 8, phường 15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Vâng, các hóa đơn của khách hàng là Mộc Nam Huy đã kiểm tra rất là kỹ rồi. Đây là một chiếc trang thờ có cái đường vân rất là đẹp quý anh chị nhé. Phải nói là khách hàng phải nói là rất là may mắn khi mà Mộc Nam Huy đã lựa cho anh một chiếc rất là đẹp. Và anh Huy ở đây là một khách hàng Mộc Nam Huy cũng nhấn mạnh, đó là anh khách hàng phải nói là rất là uy tín và rất là tin tưởng cơ sở, khi mà chuyển tiền là 100% đã chuyển trước luôn nhé anh chị nhé. Đấy, các bản cột ở đây Mộc Nam Huy làm cho anh là các cái bản cột rất là to. Đấy, có các con rồng rất là lớn. Với cái mẫu trang thờ này thì Mộc Nam Huy nhấn mạnh đây là một cái mẫu trang thờ có cái giá cao anh chị nhé, tại vì đây là hàng size lớn, cột lớn. Những cái mẫu trang thờ này thì sẽ dành cho các căn nhà rất là lớn, hoặc là các căn các quán ăn này, hoặc là các cái shop đấy, những cái địa chỉ lớn anh chị nhé, cần không gian lớn. Đây là một chiếc trang thờ rất là đẹp. Vâng, cho một ngày thứ hai đầu tuần, thời tiết rất là đẹp và Mộc Nam Huy cũng một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn hai anh khách hàng ủng hộ Mộc Nam Huy các sản phẩm ngày hôm nay. Và cũng xin được gửi lời chào chúc sức khỏe đến tất cả quý anh chị đã thường xuyên theo dõi và ủng hộ cho kênh YouTube của xưởng gỗ Mộc Nam Huy. Với các sản phẩm khác, nếu như quý anh chị cần thêm
thông tin chi tiết, vui lòng anh chị cứ vào trong kênh YouTube của Mộc Nam Phi để cùng xem thêm các video và xem thêm các sản phẩm nhé. Tất cả các sản phẩm thì Mộc Nam Phi đều báo giá công khai chi tiết cho khách hàng. Khách hàng quý anh chị chỉ cần vào xem video và anh chị sẽ nắm được các cái giá cả ngay. Và còn nhiều các sản phẩm nữa, nếu như quý anh chị cần thêm, vui lòng anh chị có thể liên hệ hoặc có thể tới tận xưởng này. Đấy, các sản phẩm thì có thể phục vụ khách hàng trong trạng thái là hàng mộc thô, kiểm tra và ký nhận trước khi sơn. Một trong những ưu điểm của Mộc Nam Huy mà rất nhiều các khách hàng ưng ý và rất nhiều khách hàng chọn lựa các sản phẩm của Mộc Nam Huy bởi các cái tiêu chuẩn và cách bán hàng là như vậy. Vâng, xin chào, hẹn gặp lại tất cả quý anh chị trong các clip tiếp theo nhé.